Wow, để nó lồi lên nè cả nhà. Rồi sẵn đôi giùm em cái hoành luôn đi chị. Cái 29 cây dẫu Tân Châu nha cả nhà. Cái này hoành 17. Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của chị Phương ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để em quay giao lưu và chia sẻ với cả nhà một số mặt hàng mai giống, mai ghép và mai riêng nha cả nhà. Mai riêng thần chậu, mai riêng ươm hạt. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo ủng hộ cho chị Phương nha. Dạ em chào chị. Chị chào em nha. Dạ. Em xin chào mấy cô chú anh chị mình xem kênh của Trọng nha. Dạ. Hôm nay em lên hai lô mai giống thanh lý với 30 mã số. Dạ. Mã số là dẫu ghiên với cúc ghiên. Dạ. Mong anh mấy anh chị mình xem ưng ý ủng hộ giùm vườn em nha. Dạ rồi. Rồi lô đầu tiên là thanh mai nha. Thanh mai này mình bán mình thanh lý luôn. Dạ, cái này là hàng mai ghép hả chị ha. Đúng rồi, mai dạ. ghép. Cái này là thanh mai cả nhà. Thanh mai cái này mình ghép được bao lâu rồi chị? Cái cây này là ghép được 5 rồi đó. Dạ, cái chột ghép này chị đôn rồi nè. À, mai này mình đã đôn rồi. Mấy cây này là đôn rồi. Dạ. Còn mấy cây này là chưa đôn nha. Dạ, chưa đôn. Mấy cây này mình cũng 5 luôn mà chưa có đôn. Dạ. Ừ. Đó. Ví dụ mấy anh chị mình thích cây đôn thì nói em lấy cây đôn. Dạ. Ví dụ mà lấy thích cây không có đôn thì mình nói mình lấy cho. Dạ. Đó, cái này là mình thanh lý là 25.000 cây. 25.000 một cây thôi. 5 cây thì gửi hàng. Dạ. 10 cây thì bao ship tặng một. 10 bao ship tặng một. 10 cây thì có 250 và bao ship là tặng một luôn. Dạ. Rồi. Bên đây mình còn nhiều không chị? Nhiều. Dạ. Mấy cái này chỉ còn loại mấy trăm cây lận. Dạ, gốc bên đây cũng có đế hết trơn hả chị ha. Vườn chật quá rồi bây giờ rồi nên chị không có dựng đọt luôn, chị thả luôn vậy nè. Dạ. Nên nay nó cao 7-8 tấc cũng có luôn. Dạ. Lấy bo nhiều hả chị? Đúng rồi. Thanh mai cái nhà thanh mai thì cái bông nó màu xanh xanh hả chị, nó ngã về màu xanh xanh hả chị? Màu xanh xanh mà điều bông nó thơm lắm. Dạ, thanh mai nha cả nhà. Rồi hàng này rồi, có đế hết tiếp. Lô kế tiếp là siêu bông Sài Gòn nha. Siêu bông Sài Gòn. Đó. Siêu bông Sài Gòn cái lô bên đây thì cái gốc bự, cái gốc cỡ chừng ngón tay danh trở lên đi hả chị? Gốc thì nó bự hơn mà có đế đẹp hơn. Dạ. Cái này cũng thanh lý 25.000 cây thôi. 25.000 cây luôn. Đó. Rồi, những này, gốc này là chơi Tết được nè anh chị ha. Tết chơi bông được nè. Mấy này là về dựng đọt lên là mình bấm đọt là mình dưỡng là mình chơi Tết hàng mini được. Dạ. Cái này cũng thanh lý 25.000 cây, 5 dạ. cây gửi hàng, 10 cây bao ship tặng một. Rồi, 10 cũng tặng một luôn. Cả nhà mình lấy 5 cây này, 5 cây thanh mai cũng được hả anh chị ha. Dạ. Mình mua thứ ít cây rồi gộp lại mình gửi luôn vậy dạ. đó. Dạ, đây có mấy cây đế quái nè cả nhà. Siêu bông Sài Gòn nha cả nhà, đây cũng 10 tặng 1 luôn. Thì cái cây tặng cũng giống như cái cây mình giao lưu luôn hả chị ha. Đúng rồi, thầy cũng dạ. lấy mấy cây đó tặng luôn đó. Dạ rồi, số điện thoại nhà vườn góc bên trái bên đây, số điện thoại của chị Phương có Zalo, có gì cả nhà cứ kết bạn với chị hả cả nhà. Rồi chị lựa cây cho cả nhà mình tham khảo. Rồi cả nhà nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em nha. Rồi em vô mã số đầu tiên là mã số 1 nha. Dạ. Mã số 1 cây này là cây dảo Tân Châu, cây ghiên. Dảo Tân Châu uống dáng lông nè cả nhà. Rồi cho em xin thông số cây này đi chị Phương à. Hàng này là hàng mai riêng, mai ươm hạt ha cả nhà. Mình ươm hạt mình thần chậu từ nhỏ tới lớn ha. Những cây này lớn tuổi lắm rồi cả nhà. Cây này hoành 14. Dạ, hoành là 14. Uống dáng lông nè cả nhà. Đây cái đường thân. Chiều cao nó là 73. Chiều cao là 73. Cây này tán ngang bự. Dạ. Tán ngang nó là 104. Tán ngang là 104 luôn cả nhà. Quá từ chừng bự luôn. Dạ. Rồi cây này giao lưu giá 1.4 triệu bao ship nha. Mã số 2 cây này cũng cây Tân Châu luôn nha. Dạ. Tân Châu cây ghim. Rồi cây này cũng là vỏ Tân Châu nữa nè cả nhà. Cây này nó phình cái ở dưới khúc dưới nè cả nhà. Cây này hoành 18. Hoành là 18. Để nó đẹp sức nè. Dạ. Thân cũng lắc lắc nè cả nhà. Ở đây nó làm gì nó có cái đuôi. À. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao nó là 82. Dạ. Chiều cao 82. Tán ngang nó là 80. Dạ rồi. Vỏ Tân Châu. Rồi cái này giao lưu giá 1.3 triệu bao ship. Dạ. Rồi để quay cái đường thân cả nhà mình xem. Cái này 1.3 triệu nha cả nhà. 1.3 triệu mình bao ship toàn quốc. Những cây này thì nhà vườn sẽ bó bầu gửi cho cả nhà nha. Đây cả nhà cái đường thân của nó nè ha. Cây đầu thì dáng lông ha cả nhà. Cây này thì thân cũng lắc lắc nè cả nhà. Đó, lắc nhẹ thôi. Rồi gốc này chỉ có 1.3 triệu bao ship nha. Rồi mã số 3 cây này là cây ngọc mai, cây ghim nha. Cây này ngọc mai. Sữa dáng lông. Dạ. Rồi ngọc mai bông màu kem kem ha cả nhà. Rồi cho đơn giùm em cái thông số cây này luôn chị. Cây này dáng lông nè cả nhà. Ngọc mai nha. Hoành như chị. Cây này hoành 13. Dạ, những hàng này có đế dưới nha cả nhà. Cây này uống dáng lông nè. Uống từ dưới lên trên luôn. Chiều cao là 95. 95 chiều cao. Tán ngang là 88. Rồi, cây này cũng khá là bự cả nhà ơi. Rồi, cây này giao lưu giá 3.5 triệu bao ship. 3.5 triệu. Những hàng thanh mai với lại ngọc mai. Hàng riêng thì giá sẽ nhỉnh hơn những cái hàng kia hết cả nhà. Tại vì hiếm có hơn. Rồi, gốc này 3.5 triệu nha cả nhà. Rồi cây số 4 là cây thanh mai nha, thanh dạ. mai cây ghim. Dạ rồi. Cây này cũng sữa dáng lông luôn. Dạ. Đầu clip là hàng mai ghép, còn này là mai riêng nha cả nhà. Rồi cho em xin thông số cây này luôn.
Cây này hoành 12. Hoành là 12. Cây này dáng long luôn rồi cả nhà. Chiều cao nó là 117. Tại vì trong đây hơi chật á cả nhà, cho nên cũng hạn chế. Tán ngang là 87. Dạ. Rồi cây này giao lưu giá 3,8 triệu bao ship nha. 3,8 triệu bao ship. Mấy cây này nói chung là tiền phí nó cao lắm, mình phải đóng cái thùng xốp nè. Rồi tiền phí dạ. nó tốn thùng xốp mà tiền phí nó cũng nhiều nữa. Dạ. Nên cái giá nó hơi nhích nhích chút xíu, với cái giống này nó cây ghi nó cũng hơi hiếm. Dạ. À, cả nhà mình xem mã số có chỗ nào chưa chi tiết á cả nhà. Cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em chị quay kỹ hơn, tại vì trên clip này thứ nhất là thời gian cũng có hạn á cả nhà, thứ hai á là cái không gian cũng hơi chật á cả nhà. Để em quay em cố gắng em quay kỹ nhất có thể nha cả nhà. Rồi kế tiếp là cây mã số 5. Mã dạ. số 5 cây này là cây Dảo Phú Tân, cây ghim nha. Dảo Phú Tân. Cây này cũng sữa dáng long luôn. Rồi cái đường thân nè cả nhà, nhìn đã hết sức không? Dáng long từ dưới lên trên. Mình đúng lắc lượng co nè cả nhà. Cây này hoành chín. Dạ hoành là chín. Nhìn như cái lò xo luôn á. Chiều cao nó là 94. Dạ. Tán ngang nó là 82. Dạ rồi. Rồi cây này giao lưu giá 1,2 triệu bao ship nha. 1,2 triệu bao ship. Những cái hàng này thì nhà vườn bao chuẩn bông hết hả chị? Đúng rồi, này dạ. bao chuẩn bông. Tại dạ. vì mình hái hột mình có test mặt bông hết rồi. Dạ. Rất là đẹp luôn cả nhà, cái đường thân nè cả nhà. Rồi mã số 6. Mã dạ. số 6 cây này là cây cúc hoàng đế cây ghim nha. Dạ. Cúc hoàng đế mà cây ghim nha cả nhà. Đế nó nở nè. Cụ nở. À, hoành 15. Dạ hoành 15. Này cả nhà ơi, cái lá nó to lắm cả nhà. Chiều cao là 130. Dạ. Cái này dáng trực nha, dáng trực tàn thông. Tán ngang là 84. Dạ rồi. Rồi cây này giao lưu giá 1,5 triệu bao ship nha. 1,5 triệu bao ship. Rồi để em sau cái đế cả nhà. Đây cả nhà ơi, cây này nguyên một cái củ luôn nè cả nhà. Rồi cây số 7 là cây Dảo Nhung, cây ghim nha. Dạ. Rồi Dảo Nhung ghim, cái này cũng dáng trực nữa nha cả nhà. Rồi đo giùm em cái thông số cây này luôn. Nhà vườn chưa? À, hoành 13. Nhà vườn mình làm rất là nhiều cây hàng ghim nha cả nhà. Cái ngàn cây chiều luôn. Chiều cao là 1m1. Chiều cao 1m1. Tán ngang là 72. Dạ. Rồi cây này giao lưu giá 700 bao ship nha. Dạ rồi. Cây này là 700 mã số 7 hả chị ha? Mã số 7. Dạ. Đây cả nhà. Nói chung là nhà vườn mình lựa những cái cây mà điều tàn thì mình giao lưu trước á nha, còn những cây mà yếu yếu hơn thì nhà vườn mình nuôi thêm ha, giao lưu sau. Rồi cây số 8 là cây này cây ngọc mai, cũng cây ghim dáng long luôn. Dạ. Ngọc mai nữa nha cả nhà. Hồi nãy có một cây rồi, còn cây này thì nhỏ hơn. Có đế luôn ha. Cây này hoành 10. Dạ, dáng long nè cả nhà. Chiều cao nó là 93. Dạ. Tán ngang là 76. Chiều cao 93, tán ngang là 76 nha. Rồi cây này giá 2,5 triệu bao ship nha. 2,5 triệu cho cây này là cây mã số 8. Ngọc mai nha cả nhà. Rồi kế tiếp là cây mã số 9 nha. Dạ. Mã số 9 cây này là cây Dảo Tấn Tương, cây Dảo Tướng Ngọc, cây ghim. Dảo Tướng Ngọc, cây bồ đế nè cả nhà. Dữ dằn. Này mình trồng đất bao lớn lắm nha cả nhà. À, cây này hoành 11,5. Dạ hoành 11,5. Chiều cao là 96. 96 chiều cao. Tán ngang là 68. Dạ. Rồi cây này giá 700 bao ship. Dạ rồi, Dảo Tuấn Ngọc nha cả nhà. Cái mặt bông thì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn đi, nhà vườn sẽ gửi mặt bông cho cả nhà mình tham khảo trước ha. Rồi nếu mà cả nhà thích cái mặt bông đó thì cả nhà ủng hộ nhà cây cho nhà vườn nha. Rồi kế tiếp là cây mã số 10. Dạ. Mã số 10 cây này là cây cúc Vạn Phúc, cây ghim nha. Cúc Vạn Phúc. Rồi đo giùm em cái thông số quanh trước đi chị. Ôi ô quá trời, cái này nó cái củ nó nở mà cái đế nó nằm với một đống dạ. luôn á. Bây giờ mình đo ngay chỗ này nha. Rồi, nguyên một cái mô luôn nè cả nhà. Hoành 23. Dạ hoành 23. Củ cái đây bự lắm. Dạ. Rồi chiều cao. À tán ngang là 122. Cây này ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Cúc Vạn Phúc. À chiều cao là 1m4. Dạ. Chiều cao 1m4. Rồi cây này giao lưu giá 4,5 triệu bao ship nha. Dạ rồi, cây này dán trực nha cả nhà. Cây này 4,5 triệu nha. Cây này bự nha cả nhà. Bự lắm cây này, cái nồi đế nó dữ lắm. Wow. Như cây như một cây này là Tết mình để là nó nở bông bích chịch cái trước nhà luôn á cả nhà. Quá wow, tới cái cây hàng Medin nó dễ chăm hơn nữa cả nhà. Rồi tới kế tiếp là cây mã 11. 11 wow. Cây này cũng là cây Dảo Tân Châu, cây ghim nha. Quá chừng cái bồ đế luôn nè cả nhà. Ghê gớm không? Thấy rõ. Dạ, à. Quá tí bộ đế luôn. Rồi đo thì mang cái thông số luôn nha chị. Đo mang cái hoành thân luôn đi. Rồi hoành như chị? À, hoành 18. Hoành là 18 cả nhà. Cây này uống dáng long cũng từ dưới lên trên luôn nè. Cây này đẹp lắm cả nhà. Wow. Chiều cao nó là 125. 125 chiều cao nha.
tán ngang là 113. Dạ, mã 11. Rồi cây này giao lưu giá 3 triệu bao ship nha. Dạ, cây này với cây mã số 10 nãy đựng cặp luôn đó nha. Nó cũng cỡ cỡ nhau á. Cái đế quá chừng cái đế luôn. Cũng tròn do hết trơn ha. Rồi kế tiếp là cây mã 12 nha. 12 cây này cây mai sắn nha, là cây mai ghép nha. Dạ. Này, cây này nó dài dữ lắm. Dạ, nó có lũa chỗ này một xíu. Chỗ này nó lũa một tí xíu mà điều mình xử lý rồi. Bây giờ nó hầu như là nó quá đáng luôn rồi. À. Nó không có ăn gì ra nữa trơn á. Dạ. Đó. Rồi. Còn đế là dữ lắm. Ừ. Này mình ghép vô form hay giường đó nha. Cây này mình ghép cũng lâu rồi nha. Để hồi quay cái chọc cho cả nhà mình xem. Cây này hơn 3 năm rồi đó. Dạ. À, hoành 22,5. Như cây này tết bao bông luôn cả nhà ơi. Giá từ sắn bông cực kỳ nhiều nha. Nó chiều rủ xuống bông chùm chùm luôn. 1m4 chiều cao. Rồi tán ngang như chị. Nó rủ xuống không hả chị ha? Rủ xuống. Dạ. À, tán ngang là 82. Dạ rồi. Đây cả nhà xoắn đặt kẹo nha cả nhà. Này, còn cái chột này như mấy cái chột này có chừng bự hơn cây bút bi nha cả nhà. À, cây này giao lưu giá 4,5 triệu bao ship nha. 4,5 triệu. Quá chừng cái cây. Bông nói chung là cái cây này em cũng dám đảm bảo là cái cây này là bông rất là nhiều luôn nha cả nhà. Tại vì em thấy những cái cây tự xoắn nó già mùa rồi cả nhà. Nó nở bông sai cực kỳ luôn. Nó rủ xuống nữa. Bông nói chung là nó đâm từ dưới đặt xuống, từ trên đặt xuống dưới luôn ha. Rồi mã số 13. 13 dạ. Cây này là cây siêu bông bình lợi ghép gốc mây vàng nha. Cây dạ này rồi. Cây ghép. Cây này cái đế cũng dữ luôn á. Quá ôi chừng ôi. Cái đế nó quá rồi. Luôn rồi đó. Rồi dùm em cây này đi chị. Nó khói là cái cục chỗ này quá sức thấy mê luôn á. Dạ. Mã số 13 nha cả nhà. Cái này hoành 27. Một cây siêu bông bình lợi ghép hoành 27 cái bộ đế của nó nè cả nhà. Quá chừng. Cái cũ của nó là 58. Cây này giờ tết mình cũng có thể mình chơi bông được nữa cả nhà. Mình được cái này chơi bông được nữa nha. À, chiều cao là 108. Dạ. Cây này dáng hình thú á nha. Tán ngang là 85. Tán ngang là 85. Góc này mình giao lưu nhiêu chị? À, rồi cây này giao lưu giá 3,9 triệu bao ship nha. 3,9 triệu bao ship toàn quốc. Cây này nó không có bị lỗi cái chỗ nào hết trơn á. Dạ. Góc liền do luôn không có bị lỗi đâu hết trơn á. Dạ rồi. Rồi 14 cây này là cây cúc đọt đỏ, cây riêng nha. Dạ. Đây cả nhà ơi, cúc đọt đỏ riêng nha. Có đế hết rồi. Dạ. Rồi hoành 13. Hoành là 13. Cúc đọt đỏ nha. Chiều cao là 95. Dạ. Tán ngang là 75. Dạ rồi. Rồi cây này giao lưu giá 1,2 triệu bao ship nha. 1,2 triệu. Cái đọt non nó đỏ ao nha cái nhà. Lúc này thì nó bớt rõ rồi đó. Rồi gốc này là 1,2 triệu bao ship. Cúc đọt đỏ nha cái nhà. Rồi mã 15. 15 dạ. Là cây này cây cúc quyết long cây ghim nha. Dạ rồi. Cúc quyết long cái nhà. Cúc quyết long cái đỏ. Cái đọt nó cũng đỏ nha. Dạ. Quyết long đọt đỏ. Bông nó rất là đẹp luôn. Đỏ. Bông nó mấy chục cánh. Bông nó tới 4-5 lớp đó. Dạ. Cúc cái nhà. Rồi hoành như chị. Cây này hoành 15. Dạ. Cây này dán trực cái thân ở dưới nó lắc một xíu. Chiều nha. Cao là 125. Cái tàn này cả nhà. Nó rậm bi luôn. Tán ngang là 97. Tán ngang 97. Rồi cây này giao lưu giá 1,6 triệu bao ship nha. 1,6 triệu. Rồi để cây này nó cản nè cả nhà. Để em quay một vòng cả nhà mình xem. Cái này cái tàn cũng tròn do nha cả nhà. Đây. Tại vì những cái cây này cả nhà cứ nhận hàng rồi kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Đây, cái nhà muốn xem kỹ hơn thì cứ liên hệ chị giúp em. Đó, gốc này là mã số 15 nha cả nhà. Kế tiếp là cây mã 16 nha. Dạ. 16 cây này cũng cây cúc quyết long cây ghim luôn. Dạ cây rồi. Này thì sữa dáng long. Dạ. Mã số 16 nha cả nhà. Cây này sữa dáng long. Có cái mô rồi cả nhà biết là dưới có đế này đó cả nhà. Cây này hoành 15. Dạ hoành 15. Uống dáng long từ dưới lên trên nha. Chiều cao nó là 92. Dạ. Tán ngang nó là 77. Dạ rồi. Rồi cây này giá 3,5 triệu bao ship nha. 3,5 triệu cho mã số 16 cả nhà ơi. Cây này sữa dáng long rất là đẹp luôn á. Rồi, đẹp cái gì? Đọt nó cũng đỏ ao nè. Mà đọt nó đã tươi. Dạ. Rồi mã 17. 17 cây này là cái cúc thọ hương cây ghim nha. Dạ. Rồi cây này dán trực nha cả nhà, cúc thọ hương nha. Rồi cây này hoành 13. Dạ hoành 13. Chiều cao nó là 135. Dạ. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang nó là 80. Dạ rồi. Mình giao lưu giá như chị. Rồi cây này giá 1,3 triệu bao ship nha. 1,3 triệu cho mã số 17 cả nhà, cây cúc thọ hương nha. Rồi mã 18. Dạ. 18 cây này là cây giảo nhung cây ghim. Giảo nhung. Mặt bông giảo nhung cũng to lắm nha cả nhà. Hoành 10. Dạ. Cỡ cỡ siêu bông Sài Gòn cả nhà. Chiều cao nó là 85. Chiều cao là 85. Tán ngang là 65. Dạ. Rồi cây này giá 600 bao ship nha. 600 ngàn bao ship. Những cây nhỏ nhỏ này thì cũng dễ chơi hơn nha. 600 ngàn bao ship thôi.
Rồi mã 19 là cây này, cây cúc Vạn Phúc, cây ghim nha. Dạ, cúc Vạn Phúc. Rồi đo dùm mình cái thông số cái này luôn. Hoành 12. Hoành là 12. Chiều cao nó là 107. Dạ. Tán ngang nó là 90. Dạ rồi. Rồi cây này giá 1,5 triệu bao ship nha. Dạ, 1,5 triệu. Cây này dán trực hay cả nhà. Để quay cái đường thân cả nhà mình xem. Đây cả nhà ơi. Mã này là mã 19 nha cả nhà, cúc Vạn Phúc anh chị ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi cây kế tiếp là cây mã 20 nha. 20 dạ. Cây này là cây Dạo Phú Tân, cây ghim. Dạ rồi, Dạo Phú Tân. Rồi đo cho mình cái thông số cây này luôn chị. Hoành mình đo được. Hoành 13. Hoành là 13. Cây này đế dữ luôn á nha. Có đế luôn nha. Dán trực hay nha. Chiều cao là 97. Dạ. Tán ngang là 88. Dạ rồi. Rồi cây này giá 800 bao ship nha. 800 ngàn cho mã số 20 hả chị? Số 20. Dạ, Dạo Phú Tân cả nhà. Rồi mã 21. 21 cây này là cây cúc Hoàng Đế, cây ghim nha. Dạ rồi, rồi chị đo giùm em cái thông số cây này đi chị. Mã 21 cả nhà, cúc Hoàng Đế, cây này cao nha. Cây này hoành 16. Dạ, hoành 16. Cây này cao không cả nhà? Chiều cao nó là 1,4 m. 1,4 m chiều cao luôn à. Tán ngang là 92. Dạ. Rồi cây này giao lưu giá 1,6 triệu bao ship nha. Cúc Hoàng Đế cả nhà ơi. Gốc này 1,6 triệu, cây này cao cả nhà, để em quay xa xa cái nè. Mã này là mã 20 mấy hả chị? 21. Dạ, mã 21 cả nhà. Cúc Hoàng Đế nha. Rồi mã 22. 22 dạ. Cây này là cây Dạo Quyết Long, cây ghim nha. Dạ rồi. Wow. Cái này cái nồi đế nó dữ luôn á. Hoành 13. Hoành 13. Cái nồi đế này để đo thử cái nồi đế này. Nồi đế nó ngồi một đống luôn. Rồi rồi. Cái nồi đế nó là 74 á. Dạ. Quá tí cái nồi đế không? Chiều cao nó là 102. Dạ. Tán ngang nó là 82. Rồi. Góc này giao lưu. Rồi cái này giao lưu giá 900 bao ship nha. 900 ngàn cả nhà. Ừ, nồi cái nồi đế không cũng nhìn cũng đã rồi cả nhà ơi. Cái này mã 22 nha. Đây cả nhà. Rồi mã 23. 23 cây này là cây cúc Hoa Hồng Thanh Tú, cây ghim nha. Dạ, cúc Hoa Hồng. Rồi, đó mà em cái thông số luôn anh chị. Hoành 14. Hoành là 14. Chiều cao nó là 116. Dạ. Cây này cũng bự rồi đó nha. Tán ngang nó là 85. Dạ. Rồi cây này giá 1,5 triệu bao ship nha. Cúc Hoa Hồng nha cái nha, cúc Hoa Hồng Thanh Tú ha. Cây này 1,5 triệu nha cái nha. Rồi kế tiếp là cây mã 24 nha. Dạ. 24 cây này cây Dạo Phú Tân, cây ghim. Phú Tân ghim. Rồi hoành mình đo được là hoành 16. Dạ. Nhà vườn mình ở Chợ Lách á cả nhà. Chiều cao nó là 138. Dạ. Cả nhà có điều kiện mình lại vườn mình lựa cây luôn, chở cái chậu này về luôn hết cả nhà. Tán ngang là 106. Dạ rồi. Rồi cây này giá 1,5 triệu bao ship nha. 1,5 triệu nha cả nhà. Mã 24 cả nhà ơi. Rồi gốc này 1,5 triệu nha. Rồi cái mã 25, 25 dạ. Cây này cũng cây cúc Hoàng Đế, cây ghim luôn. Dạ rồi, cúc Hoàng Đế ghim luôn cái nhà. Cái gốc nó nè, dạ. Cực kỳ luôn á. Dạ, nó quái quái á cái nhà. Mã 25. Hoành 19. Hoành là 19. Cái củ đây bự nè. Dạ. Hết tức dây còn dương miếng nè. Ừ. Cao dữ với thần à. Cao. Hết tức dây, còn mà dương một xíu. Vậy chứ cũng phải thức 7 á cái nhà. Tán ngang nó là 95. Tán ngang 95. Mình giao lưu nhiêu chị? Rồi cây này giao lưu giá 2,4 triệu bao ship nha. Dạ rồi. Quá wow, tí cây này cao lắm nha cả nhà. Rồi 26 cây này là cây cúc Quý Phi, cây ghim nha. Cúc Quý Phi cả nhà. Hồi nãy có cúc Quý đế. Phi cũng hiếm lắm nha. Dạ. Hoàng đế giờ có Quý Phi ha. Mà đặc biệt là cây ghim nó càng hiếm nữa. Dạ. Nguyên một cái mô. Hoành 15. Hoành là 15. Cây này dán trực nha cả nhà. Dán thẳng đứng lên ha. Tàn chiều cao nó là 108. Rồi cái tàn ngang thì thôi nó rậm bi luôn cả nhà ơi. Cây này nó lùng lực. Ừ. Tán ngang là 111. Dạ. Mình giao lưu nhiêu vậy chị? Cây này giao lưu giá 1,7 triệu bao ship nha. Dạ. Đây cả nhà ơi. Cả nhà mình về mình cứ canh, mình cứ bấm đọt cả nhà, là tới là nó bích chịch cái tàn luôn cả nhà. Rồi mã số 27. 27 dạ. Cây này là cây cúc Hoa Hồng Thanh Tú nha. Dạ. Cây ghim. Dạ rồi, cúc Hoa Hồng Thanh Tú. Hoành 14. Hoành là 14. Cây này cũng dấn trực nữa nha cả nhà. Chiều cao nó là 1,1 m. Dạ. Thôi cái tàn của nó nè cả nhà. Tán ngang nó là 106. Dạ. Mình giao lưu nhiêu chị? Cây này giao lưu giá 1,6 triệu bao ship nha. Dạ, 1,6 triệu cúc Hoa Hồng nha cả nhà. Ừ. Đây mới có tháng 6 thôi cả nhà, mà cả nhà thấy cái tàn của nó nè. Dữ dằn không? Quá trình cái tàn luôn, rậm bi luôn á. Rồi mã 28 cái này là cây cúc Thọ Hương, cây ghim nha. Dạ. Cúc Thọ Hương, cây ghim. Mình đo dính vô cái ké vậy chị.
chín hả? Dạ chín. Không thấy. Rồi. Rồi mình đo được là hoành 13,5. Hoành là 13,5. Chiều cao nó là 134. Mấy cái cây clip này cả nhà thấy đã hết cả nhà. Tán ngang là 95. Dạ. Nó đậm bi à. Rồi cây này giao lưu giá từ 6 bao ship nha. 1,6 triệu. Dạ rồi. Quá chừng cái tàn này cả nhà. Đây. Nhà vườn mình còn nhiều cây lắm nha. Cả nhà có điều kiện mình lại vườn mình lựa cây, mình xem cây rất là nhiều cây hết cả nhà. Rồi cây mã 29, cây này là cây giảo Thanh Châu, cây Vin nha. Cây dạ. Này sữa giáng long. Wow. Để đó. Nó lồi lên nè cả nhà. Rồi sẵn đo giùm em cái hoành luôn đi chị. Cây 29 cây giảo Thanh Châu nha cả nhà. Cây này hoành 17. Dạ. Đường thân nè. Chiều cao nó là 135. Dạ. Trời ơi tán ngang nó quá. Cây này đúng như cây thông luôn cả nhà. Cái tàn của nó y hệt cây thông. Tán ngang nó là 1m1. 1m1. Bên đây. Rồi để em quay cái đường thân cả nhà. Đây cả nhà ơi. Uống từ dưới lên trên nè cả nhà. Rồi bên đây có cái mật bông này chị ơi. Đây có cái mật bông này cả nhà. Bành khấn luôn á. Rồi để em đính ngón tay vô thử nha. Cái này bông gió thôi nha cả nhà. Ghê không? Dạ. Ôi khá cũng bự ha. Rồi cây này giá 2,9 triệu bao ship nha. Dạ 2,9 triệu cho mã số 29 luôn. Rồi cây mã 30 nha. Dạ. 30 là cây này cái bạch mai thái, cây green. Bạch mai thái mà hàng green. Mà cây này cũng sữa giáng long luôn nè. Ôi ôi. Rồi chị đo em cái thông số cái hoành gốc trước đi chị. Hàng bạch mai nó hơi hiếm nha cả nhà. Cái này hoành 8. Dạ. Uống giáng long cây này nữa nè. Chiều cao là 55. 55 chiều cao. Cây này chắc già lắm rồi cả nhà. Tán ngang là 70. Dạ. Rồi cây này giao lưu giá 1,8 triệu bao ship nha. 1,8 triệu bao ship. Bạch dạ. Mai mà cây green như vậy là nó cũng cỡ 4-5 năm tuổi rồi đó. Dạ. 5 năm, gần 5 năm rồi. Dạ. Rồi gốc này là mã số 30 nha cả nhà. 30 cũng là mã số cuối cùng luôn. Dạ. Và cuối clip thì em cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn giúp em nha. Nhà vườn mình ở Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Cảm ơn cả nhà đã xem hết clip. Xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.